Cô ơi, từ này được chưa? Thêm không ạ? Được không? Nè chưa? 100 thôi. Ngon mà bà ăn món này bảo không biết là mua đâu mà ngon thế. Hấp này hấp ba chỉ với mông thôi anh nhỉ? Hấp cả con luôn anh ạ. Hấp cả con á? Con á. Mông vai ba chỉ đủ hết luôn. Thôi anh nhỉ? Cứ tưởng là chỉ hấp mỗi mông. Không, hấp đủ hết anh ạ. Đủ hết luôn anh nhỉ? Ừ. Thế nào? Ba chỉ nhé. Ừ. Cái tỏi đây gì ạ? Cho bao nhiêu cho? Đấy. Tùy chị chủ quán cho bao nhiêu cho. Đấy mới thứ một tí rồi nhá chị chủ quán nhá. À, cuối tháng rồi thì hôm nay tiếp tục đưa anh em đến quán thịt chó của chị gái. À, rất là quen mặt rồi. À, không tiên gan đâu. À, ấy rồi. Dạ dày nhá, tí dạ dày nữa. À, ấy rồi. Thế là được rồi. Thì hôm nay có hai anh em thôi, cho nên là mua một tẹo tẹo để hai anh em thưởng thức. Rồi. Tay tay tái kiểu gì mà nhanh thế? Mãi nó quen này. Đợt trước là hỏi bảo là có bao giờ bị vào tay không? Hôm nay là chưa bao giờ bị vào tay. Đúng không? Chưa bao giờ vào tay. Chưa bao giờ vào tay. Có vào tay một hai lần. À, anh em ơi, đây là thịt hấp này. Món thịt hấp này cực kỳ hấp dẫn rồi. À đây đây là mà mẹ của chị ấy phải không? Vâng. Hôm nay mới thấy bác hộ nhỉ? Ngoài khi là à, cuối tháng hộ. À cuối tháng cuối tháng phải đi bán đắt hàng hơn mà bà nhỉ? Tháng thì đồng tay. Liền tay. Đây. Cuối tháng cầm chó. Không? Có mấy quán này là mình ăn rất nhiều quán nhưng mà quán bảy món ở đây. Nên vì vì sáng thì trong bán. Riêng đấy. Video nào cũng hỏi giá. Đấy. Giá thì chó cái này vẫn là 350 nhỉ? 300. À vẫn 300 nhỉ? Cái này 300, cái này 150. À cái này 150. Rồi. Rồi thì 150. Rồi 150 nhỉ? Còn cơm bản này 250. Còn 250. À đấy chúng ta cũng rẻ đâu nhỉ? Cơm bản này cân thịt không mới cho nước vào sau anh ạ. Bây giờ thì chó quay cái thà này chán bốc mới. Ngày cuối tháng này là làm bao nhiêu con chị? Tháng này em làm 3 con. 3 con. Con này mới 22 nhỉ? Càng gần cuối tháng thì càng đắt, càng làm nhiều hơn, đúng không? Tầm 29-30 làm nhiều hơn. 3 con một ngày. 3 con là bình thường. Như thịt chó quay đầu từ chiều ấy thì nó ra cái là bao nhiêu nhỉ? Anh ơi 740 ạ. Không nhầm đúng không? Không nhầm. 740.000. Em ghi vào đấy rồi anh về anh cứ cộng lại, nhưng hôm nay quên thì không ghi ra cái tờ giấy. Chắc liên hoan hay sao mua nhiều đấy anh. Anh mua cho một độ. À mua cho một độ. Rồi anh em nhá, thì vừa mới đưa anh em lên trên quán thịt chó 7 món của chị gái xinh đẹp kia rồi. Đấy, ngày mua về một chút để thưởng thức luôn. Đấy, bây giờ mở ra và thưởng thức món thịt chó của chị gái xem ngon không các bạn nhá. Đây, quay gần gần cho anh em xem tí. Đây là cái dồi chó này. Dồi chó. Dồi chó của quán của chị này rất là mềm nhá. Nói chung là rất là mềm. Mềm, ăn nó không khô. Đấy, quý quán này mình rất thích ăn quán này. Nó mềm, nó không khô, các bạn nhìn thấy này. Đấy, trong nó gia vị rất là đều. Đấy, mềm. Còn thật ra là để đánh giá ấy, thì mình không đánh giá được, không phải review được nhiều đâu. Mình chỉ chia sẻ cảm giác thật. Đấy, cảm giác thật. Chứ mình không biết nói vào lời văn hoa.
Đây thì chó ăn mấy mơ lông. Đấy. Mơ lông. Đầy món rượu mặn. Ừ. Thì nhiều người là hai quấn. Chào các bạn nha. Hôm nay các bạn sẽ cùng em mình món chó đầy ngót. Ngon lắm. Sơn nhất các bạn nha. Nhiều mặn. Anh em mình cuối tháng là hay chơi món này. Ừ. Phải có rau. Đây ông quấn này. Ở video này mình dừng cái đây thôi. Còn thật ra là anh em là thích ăn, anh em mình cứ lên đấy mua về thưởng thức và chia sẻ. Con chó đã chưa thèm này. Nha các bạn nha. Nói nhiều thì cũng không thể nói được hết ý. Cho nên là chỉ cần biết là rất ngon. Lợi Dâu Lạng Sơn chuyên đi quay những món quán thịt chó ngon cho anh em thưởng thức. Thế là được rồi. Anh em ủng hộ